Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hôm nay anh em có mặt trên con đường đi vào bản Suối Dầm. Đây, trên đường vừa lúc nãy anh em vừa bay về Lai Cam một tí thì gặp anh Cao trưởng thôn đi chợ về. Hôm nay là đi làm gì về đấy? Xuống chợ mua nghĩa lộ. À, sửa cái máy phát điện hỏng rồi. Sửa máy phát điện hỏng à? Bị mất điện 10 ngày hôm nay rồi. Đi tận nghĩa lộ sửa cơ à? Dưới này không có ai sửa nhỉ? Không sửa được, dưới này không có thợ sửa được. Đi sửa máy phát điện. Cái này là nó bị làm sao? Nó lâu quá nên là nó hỏng rồi. À. Hỏng pin với hỏng mấy thứ nữa. Nay anh sáng vừa điện cho chú mấy cuộc chả được. Đi lên bản đi lên bản một tí. Có hai anh thôi. Ừ. Hai anh. Vào hai anh. Quỳnh nó bận không vào được. Đây anh em có mặt ở cái chỗ hồ thủy điện An Lương ấy. Đi từ đây lên bản. Cái điểm mà anh em muốn giúp cái bà con ở trên đó làm một cái cống nho nhỏ. Anh em cũng đã chuẩn bị, nhất là về phần thiết kế kỹ thuật là anh em cũng xong rồi. Nhưng mà anh em gặp phải khó khăn, tức là cái đường vận chuyển vật liệu từ ở dưới này và lên đến bản, nó vào khoảng độ 8 km, và lên đến bản ở trong đấy còn hai cái nhóm bản nữa, cái nhóm bản trong cùng là khoảng 10 km đó. Nên là anh em tính toán rồi. Hôm trước thì cũng cảm ơn anh Võ Lê, anh cũng đã giúp anh em rất nhiều trong cái công việc làm thiện nguyện giúp bà con ở trên vùng cao. Anh cũng gửi cho anh em là hồ sơ thiết kế các thứ rồi, và anh em bóc dự toán và hạch toán. Nếu mà để làm một cái cống hai khoang ở trên đấy thì anh em làm hết nó khoảng 178 triệu thôi, nhưng mà chưa có cước vận chuyển từ ở dưới này lên đó. Nếu mà cộng cái cước vận chuyển ở đấy, anh em nhẩm tính là hết khoảng độ 140 khối vật liệu, mà mỗi chuyến tắc tơ chở được 2 khối thì mất khoảng 70 chuyến. Và trong khi đó cái tiền tắc tơ chở từ đây lên trên đấy thì mỗi chuyến 1 triệu. Nhẩm tính nó khoảng độ 6-70 triệu tiền nguyên tiền cước xe không rồi. Cước xe không, từ đây lên đấy thôi. Đấy nên là anh em gặp phải khó khăn nên là cũng chưa quyết định. Nếu mà anh em mua... À đấy, hiện tại giờ thì có hai bác Mạnh Thường Quân. Là một bác Mạnh Thường Quân là SVT, là có gửi cho anh em 25 triệu là để mua tắc tơ ấy. Và bà cụ ở Úc thì có gửi cho anh em 5 triệu, tổng là anh em có 30 triệu rồi. Nhưng mà hôm rồi thì em cũng tiện đây thì anh em cũng giải thích luôn là để cho một số bác Mạnh Thường Quân hiểu và nắm được, là có một Mạnh Thường Quân LCTX là có muốn chia sẻ là giúp anh em một chiếc xe để anh em chở vật liệu giúp bà con để làm những công trình thiện nguyện ở trên vùng cao, là bác LCTX. Thì bác ấy có một cái yêu cầu như này: anh em mua một chiếc xe là có dán cái logo đó trên xe của bác, thì nên là anh em hiện tại giờ cũng vẫn đang chờ Mạnh Thường Quân đó chuyển tiền để anh em đi mua cái xe về. Mua được xe, anh em sẽ tiến hành, sẽ làm cái công trình đấy. Thực ra cái công trình đấy, cái tiền vật liệu thì nó chỉ hết khoảng 178 triệu thôi. Nhưng vì cái quãng đường mà cái cung đường vận chuyển vật liệu lên đó nó lên khoảng 70 triệu nữa, nên là anh em đang phải tính toán cái việc đó. Cái đường thì từ đây lên đấy thì mọi người biết là nó chỉ men men theo cái ven đồi và đi theo cái hồ thủy điện, và đây mới được một đoạn thôi. Còn trông nữa anh em sẽ lên trên đấy sẽ ghi hình thực tế cho quý Mạnh Thường Quân và các bạn xem cùng nắm được. Giờ anh em sẽ đi lên bản tiếp và cùng với trưởng thôn đây. Anh em mình về bản nha. Từ đây lên đấy nó, từ đây lên cái nhóm bản của mình ở đầu đường mầm non này nó phải mấy cây đấy nhỉ? 3 cây nữa. Đây anh em đang ở giữa cái cung đường này rồi. Đấy.
đường thì đường toàn đất đỏ. Lên bản trên cơ. Còn đây đi 30 phút thì cứ tưởng tượng như thế nhỉ. Ba cây đi khoảng 30 phút. Và có một số bác là bảo sao không chở cho bà con chở bằng xe máy vật liệu ấy. Chở bằng xe máy thì thực ra là nếu mà tính ra tính cái công cước tiền xăng chở bằng xe máy mỗi một lượt lên và lượt xuống hết khoảng 50.000 tiền xăng rồi thì nhân lên thì nó lại thành rất là đắt. 10 chuyến đã mất 500.000 tiền xăng. Thực ra thì mình ở trên này thì em ở trên này thì chở xe máy thì thực ra là không hiệu quả bằng chở tractor hoặc là chở ô tô một đoạn chẳng hạn. Đấy, như đợt trước thì em bảo là chở từ dưới kia lên đến tận trên đấy là nó độ khoảng 1,2 đến 1,3 triệu, nhưng mà thông thường là người ta chở tận từ cái trung tâm xã kia lên cơ. Cái tầm thế. Thế nhưng mà nếu mà mình chở vật liệu mà ô tô nó về đến chỗ đây, hết chỗ này, ngay chỗ mình thể mình thể là tập kết vật liệu đây. Thì chắc mình nghĩ chỉ tầm 1 triệu thôi. Anh cũng đang hướng vậy. Mình sẽ tập kết ở ngoài nghĩa lộ vào, mình sẽ tập kết ở dưới này. Còn cái đoạn từ đây lên mình sẽ sang tải chở bằng tắc tơ. Đấy, còn cát thì khả năng là mình cho bà con là xuống dưới suối đây xin. Các anh ấy cũng tạo điều kiện là giúp, chắc là mình đi xin được cái cát, chỉ mất công của bà con xúc lên xe và trở về trên đấy thôi. Đúng không? Đấy, còn cái đá xay này, sắt thép, xi măng thì mình phải mua rồi. Là hôm anh em cũng nhẩm tính hết khoảng 178 triệu. Đi, anh em mình đi lên bản. Đây, anh em hiện tại giờ đã lên đến cái thôn suối rầm dưới rồi. Từ đây lên trên cái điểm mà cái bản nhóm bản trên ấy, nó còn 4 cây nữa. Cái đường thì càng ngày càng lên dốc, mà đường hoàn toàn là đất đỏ. Và em cũng xin chia sẻ thêm với cái số tiền mà Mạnh Thường Quân LCTX đang định dự kiến là giúp anh em. Là anh em cũng hôm trước cũng chia sẻ với bác là anh em sẽ mua một cái máy cày có gắn cái đuôi rơ móc đấy để kéo vật liệu. Thì là nếu mà máy mới nó khoảng rơi vào khoảng 280 triệu. Thì Mạnh Thường Quân cũng nhất trí là anh em sẽ tính toán là mua cái máy với số tiền như thế. Với cái số tiền như thế thì anh em có thể mua được một chiếc ô tô. Nhưng mà để ô tô thì nó cũng có cái rất là lợi. Bởi vì mình đi được đường lộ lớn ở ngoài kia và vào đến dưới chân công trình này thôi. Còn từ dưới cái cung đường này thôi. Còn từ ở đấy lên đây là toàn bộ đường đất đỏ và đường vùng cao. Nó lên dốc nhiều và dốc rất là tức. Nên là ô tô không phù hợp với những cung đường đèo như thế này. Nên là nó vào trong này nó có rất là nhiều cái đoạn nó nhỏ hẹp và địa hình nó rất là phức tạp. Với lại anh em mục đích sử dụng của anh em thì toàn làm những công trình ở trên vùng rất là cao, vùng rất là xa, cái đường đi rất khó khăn, nên là anh em mới xin được Mạnh Thường Quân là mua một cái chiếc nó phù hợp với lại cái địa hình và phù hợp với công việc của anh em. Nếu mà anh em mà làm những công trình ở dưới đường, nó đường chẳng hạn đường ở bên kia chẳng hạn đấy, cái đường đi từ Nghĩa Lộ vào trong An Lương ấy, thì đi đường cái đường bên kia thì ô tô đi tốt. Nhưng mà sang bên này đường lên bản làng là nó nhỏ hẹp. Nên là anh em cũng mua một cái nó chắc khoảng 450 HP thôi. Bởi vì đi vào những cung đường nhỏ hẹp anh em sẽ luồn lách đi vào và đi lên những cái bản làng vùng cao được. Đó, còn ô tô thì em nghĩ là không thể nào mà khả thi với anh em. Bởi vì làm nhiều khi vào những đường nhỏ mình có thể bới thêm một chút để đi thôi, gọi là đường trên rừng đấy, đường trên núi. Ở trên màn hình thì nhìn cái đường thì nó không dốc lắm, mà đây cái nóc nhà của nhà này hiện tại với cái chân chỗ này đi, chân em đứng nó bằng cái nền nhà, mà cái nóc nhà nữa chỉ lên khoảng chục mét, đằng sau cây quế này là nó bằng cái nóc nhà luôn. Vậy là cái đoạn đường rất là dốc. Đó, mọi người mới hình dung được.
Đây anh em đi lên qua cái bản dưới một tí, lên cái đoạn này vòng vèo cua té áo đấy. À, lên được qua cái đoạn này xong rồi đi vào hai cái bản trong kia. Lúc nãy là trên flycam là nhìn thấy hai cái nhóm nằm tít trong khe núi, tít phía đằng sau này nữa. Đấy. Này thì dốc khá là tức, trơn, anh em phải dắt xe. Vâng, cái xích nó lại không vừa cái xe đấy ạ. Cái lốp này nó nhỏ. Ủa, cái này lúc xuống phải dắt xuống đúng không ạ? Cho này trơn quá này. Còn một bác nào để xe ở dọc đường này, không lên nổi đoạn này. Trưởng thôn mà con X-Side không đi được. Còn cái con Win này hai bác, hai vợ chồng anh đi đâu về đây. Lên đi anh ơi. Đây là anh em đang ở trên này là cái đỉnh, đi vượt qua một cái nhóm bản ngoài ấy, vượt qua vòng cái eo eo này này, không đi xuống đây, đường cũng rất là dốc, từ đây vào trong kia đường nhỏ nhỏ thôi đấy, đường từ đây vòng đấy còn rất là xa. Đi kìa, cái hòm đồi trong kia còn nhìn thấy nhà kia đấy, còn xa lắm đấy, đường từ đây vào nhỏ nhá. Ở dưới kia thì lúc nãy anh em ở dưới trung tâm xã thì đường nó còn khô ráo, mà trên này ở trên núi cao quá nên là cái thời tiết nó cứ mưa mù, nó mù nhiều, thành ẩm đường này, mưa bay đó. Nó ẩm đường này rất là trơn, đất nó cứ nhão ra mà đất đỏ như này đấy, đường nhỏ nhỏ thôi. Mấy anh em vừa đi trước kia một tí kìa. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục đi vào trong cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai thì ở gần cái khe nước. Cái khe nước đấy, còn cái nhóm cuối cùng thì nó tít xa xa đấy. Đấy. Đi đâu về đây chú? Đi đâu về anh? Đi nhờ anh em thì nhà mình ở bản trong hay là ở bản ngoài? Nhà mình ở ngõ bảng đấy. Bản ngoài này à? Dạ, ngoài. À, bây giờ vào tận bản trong kia. Vào tận bản trong kia nhiều người. Ừ, xa thế. Ủa, đường thì khó lắm. Đường này quá khó luôn. Đường quá khó luôn. Bác đi đi. Dạ. Anh em cũng vào trong bản trong. Dạ. Đến cái bản thứ hai. Từ ngoài kia vào là có ba nhóm bản. Bây giờ mới đến vượt qua cái dãy núi đi vòng vèo ấy. Vòng vèo đường rất là lầy lội. Hôm nãy xuống cái chỗ này Quyền vừa té xe đây. Vòng vòng qua cái dãy núi vào trong này thì ở cái nhóm bản này thì hôm trước anh em cũng có vào một cái video rồi. Còn vượt qua cái ở cái chân núi mờ mờ sương kia. À, núi cao cao mờ mờ sương đấy là còn trong đấy còn một nhóm bản nữa. À, tổng từ đây vào trong đấy là còn 40 hộ nữa. Thầy trưởng thôn bảo là còn 40 hộ vào trong đấy. Đấy, cái cung đường mà từ ở dưới trung tâm xã lên đến cái vị trí anh em đang muốn giúp bà con này là 8 cây số. 8 cây số mà anh em tính vật liệu, tính chi phí cái cước vận chuyển ấy, từ trung tâm vào đây là mất khoảng 70 triệu. Đấy, nên là vì thế nên là anh em mới muốn mua một chiếc xe, xin được giúp đỡ mua chiếc xe để chở cái vật liệu từ ở trung tâm vào đến đây. Nếu mà thực tế anh em hạch toán rồi cái vật liệu ở dưới trung tâm xã để mà làm cho cái cống này, này
anh em đang muốn làm cái cống á, thì nó rơi vào khoảng 178 triệu thôi, nhưng chưa có cước vận chuyển, mà cước vận chuyển lên đến đây nó là 70 triệu nữa thì thành ra là gần 250 triệu. Đấy, cái chi phí vận chuyển nó lên, nó khá là nhiều tiền. Đấy, trong đó có xi măng này, cát thì mình sẽ xuống dưới An Lương mình xin được cát này. Anh em phải mua là xi măng này, sắt thép này, sỏi, đá, tức là đá xay đấy. Cát thì chắc là bà con ở trên này nếu mà làm đây thì sẽ phải đi xuống dưới đấy, xúc cát ở dưới cái bên dưới cái thủy điện lên đây. Cháu chào chú nhá. Vâng. Nhà chú. Nhà chú trong này à? À, cái nhà sàn này. Đây là nhà chú ở bản này. À, bản dưới, nhóm bản trong ấy, trong ấy đông hơn nhóm bản ngoài này đấy chú nhỉ? Nhóm đông hơn. Cái ở trong kia kìa. 20 hộ. Trong 20 hộ à? Nhóm này là 10 hộ. 10 hộ. 30 hộ. 30 hộ. Mùa lũ thì nước nó có to không chú? To lắm. Ngoài mùa lũ lũ đê đây sang bên kia rồi. Anh em rồi. Tràn. Xe đây là hết. Anh em bỏ xe đi đến thằng. Tràn đấy. 2-3 giờ rồi mới cạn mới đi được. À, 2-3 giờ đêm mới về được. Nước nó tràn đây hết rồi chú. Tràn hết. Những lúc bên kia là tràn vào bên này. Bên kia nó to hơn đúng không? Dòng bên kia nó to hơn. Bên này thì nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà... Nhỏ nhưng mà lúc lũ nó cũng to ạ. To lắm. Đây nó cũng khoét sâu đến này không mà. Bên này từ đây sang đấy nó khoảng độ... Tổng chiều dài nó từ đây nó sang đấy nó khoảng 12 mét thôi. Anh mượn cái thước ấy, anh thử xem nào. Đây, mình đo hòn đá này. À, 4, 12 mét, ok rồi. Đây anh em đang đo vòng vòng này là lên 14 mét rồi. Từ cái hòn đá sang đây nó 14 mét đấy. Mình làm, mình muốn làm hai quang cống thấp nó thoát được hết nước chỗ này mà. Ok rồi. Cái suối bên này nó nhiều nước thôi. Cái khe bên này thì nó cũng không có nhiều nước mấy. Vào mùa mưa lũ thì nước nó mới to. Bây giờ nó đang vào mùa khô thì ít nước. Anh em đang đi vào trong này thăm một chút. Trong này có đá. Cao ơi, cái này mình làm thì mà chắc không phải tận dụng cả đá này để mình làm móng các thứ nữa. Đá này kè vai tường kè. Trong này có hai con trâu của hộ nhà nào đây nhỉ? Toàn đây toàn đá to thôi, đá nhỏ nhỏ thì dưới này. Cái này nước nó chảy về đấy nhỉ, chảy cả đá này về đấy nhỉ. Mưa lũ to nhất đấy, nó chả sang hết rồi. Ôi, nó lên cao thế cả. Ở đấy tất cả những con đá này mới là mỗi anh nhìn cái cát này. Còn phía bên dưới này thì nó khoét cái chảy nhiều, nó khoét cái lòng suối sâu xuống nhỉ. Nước chảy về thì nó khoét suối. Ở bên dưới này có đá, chắc gom được dọc đây lên cho cái búi tre kia có đá, có thêm một ít đá. Đá được kè. Đá kè thì chắc là gom ở đây cũng ổn, còn không thì chắc phải phá thêm những cái hòn này ra để lấy nha. Đây này. Trên cái suối này thì nó dốc quá, nó không đọng cát. Chắc là phải chở lấy cát tận ở dưới cái thôn dưới lên ấy nhỉ.
Đúng rồi, ở đây nếu mà lấy cát thì mình phải lấy ở dưới chỗ trung tâm xã kia lên. Còn ở đây thì không có cát. Đây chắc thì chỉ, nếu mà có làm thì chỉ tận dụng được ít đá. Đá mình gom ở quanh đây thôi. Gom đá về kè. Gom đá về kè. Chào anh nhé. Khỏi đi. Vâng. Dạ. Đâu về đây? Hai mẹ con à? Dạ. Đi đâu đấy? Giờ em đi đâu? Đi làm vườn. À, đi làm vườn à? Đấy à, hôm nay anh em lên cũng cập nhật cho quý vị nắm được cái cung đường mà từ ở dưới trung tâm lên đây. Nó vào 8 cây số mà đường nó nhỏ nhỏ thôi. Đường rất là dốc, đi rất là xa. Đấy, nếu mà được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân ấy, anh em muốn mua một chiếc xe máy cày để kéo vật liệu lên trên này để giúp bà con, để giảm cái chi phí mình thi công những công trình ở vùng cao. Không những công trình này mà tất cả những công trình mà anh em làm trên vùng cao, trên vùng sâu vùng xa như thế này. Vào cũng làm cái video ngắn ngắn để gửi tới quý mạnh thường quân cùng nắm bắt được. Và có lẽ video anh em cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.